ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nẻo đau buồn. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, khắp nơi tối mọi loài nghe. Siêu nhiên vượt thoát vòng sinh tử, giác ngộ tâm tư ngộ hướng về. Trí tuệ bừng lên đóa biển tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai. Cam lô chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch bụi nguy tai. Liệu biết Phật bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài. Cúi đầu ca ngợi dân hương thinh, xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên Hòa Thượng Chứng Minh, Đại Đức trụ trì. Hôm nay nhân dịp chùa Phổ Hiền tổ chức lễ kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, và quý Ngài cho phép con được về đây dự lễ và có đôi điều sinh hoạt với Phật tử. Và chúng con rất hạnh phúc được ngồi đây và chứng minh cho chúng con. Chúng con kính niệm ơn Ngài và ngưỡng mong Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thường gia hộ cho Ngài tứ đại được điều hòa, tuệ đăng thường chiếu, để Ngài tiếp tục những công việc Phật sự cho đến Ngài được viên mãn. Ngưỡng mong trên Tam Bảo chứng minh Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho Hòa Thượng, và cũng xin Hòa Thượng hộ niệm cho chúng con, che chở cho chúng con, để chúng con được tiếp tục trên con đường tu học của mình. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng thứ Bảy, ngày mùng 1 tháng 10 năm 2016, âm lịch là mùng 1 tháng 9. Chúng ta đầy đủ duyên lành được gặp nhau tại chùa Phổ Hiền thuộc thành phố Manchester, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên Pháp Hòa đến tiểu bang này và đến thăm chùa Phổ Hiền trong cái dịp lễ kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Thưa đại chúng, là đúng ra thì lễ này còn tới 19 ngày nữa, tức là 19 tháng 9 chứ không phải là mùng 1 tháng 9. Có lẽ là nhân cái dịp Pháp Hòa đi Phật sự ở đây, thầy trụ trì có nhã ý mời Pháp Hòa về thăm chùa, nói chuyện với quý Phật tử. Rồi sẵn dịp này thầy tổ chức lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm luôn. Cái này trong nhà Phật chúng ta thường dùng cái từ là nhân sự tùng sự tức là nhân một sự việc gì đó, rồi chúng ta có một cái sự việc nữa để chúng ta tiến hành. Thì một năm chúng ta có 3 ngày lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, phải không? 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Thì hôm nay là chúng ta kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo tại chùa Phổ Hiền. Và thưa đại chúng, hai vị Bồ Tát này liên hệ mật thiết với nhau lắm. Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Quan Âm là một trong hai vị trong bốn vị Bồ Tát lớn trong Phật giáo Đại Thừa, tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tượng trưng cho trí tuệ, Bồ Tát Phổ Hiền tượng trưng cho hạnh nguyện, Bồ Tát Quan Âm tượng trưng cho từ bi, Bồ Tát Địa Tạng tượng trưng cho cái hạnh nguyện của mình. Thì trong Phật giáo đó, khi mà chúng ta làm những cái công việc gì mà có tính cách là chúng ta làm cho quần chúng, làm cho đại thể, chúng ta không làm cho cá nhân của mình, thì những hành động đó được gọi là hành động của Bồ Tát. Những ý nghĩ nào mà chúng ta suy nghĩ cho cái chung mà không nghĩ cho cái lợi ích cho riêng mình, ý nghĩ đó gọi là ý nghĩ của Bồ Tát. Vì vậy thì cho nên tất cả những cái việc làm gì chúng ta làm mà chúng ta vì tất cả mọi người chúng ta làm, thì cái đó gọi là việc làm của một vị Bồ Tát. Chữ Bồ Tát á, nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đọa, phiên âm từ tiếng Phạn là Bodhisattva. Và người Trung Hoa âm cái chữ này là Bồ Đề Tát Đọa. Nhưng khi chúng ta nói thì chúng ta không nói đủ chữ mà chúng ta nói tắt, là chúng ta gọi là Bồ Tát. Vậy thì chữ Bồ Tát dịch nghĩa là gì? Theo như cái cách dịch của ngày xưa đó, thì chữ Bồ Tát dịch là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Đại đạo tâm thành tựu chúng sanh nghĩa là gì? Tức là một con người có cái tâm lớn, có cái tâm rộng lớn và luôn luôn mong mỏi thành tựu mọi cái ước nguyện, mọi sự tu hành cho mọi người. Ví dụ mình thấy người đó ham tụng kinh, mình phát cái tâm là trợ duyên cho người đó, đến khi nào người đó rành rẽ trong chuyện tụng kinh, biết thỉnh chuông thỉnh mõ, tụng kinh cho hay cho giỏi, đó là thành tựu chúng sanh. Người kia muốn ăn chay, không biết nấu, mình phát cái tâm, mình nói con ăn đi, bác nấu cho con ăn. Rồi mình nấu mà nấu khéo, nấu chế biến món này món kia nấu để cho người đó thành tựu được cái ước nguyện ăn chay của mình, không có ngán. Cái đó gọi là Bồ Tát. Và cái nghĩa của chữ Bồ Tát là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Bởi vì chúng sanh trong cõi đời này ai cũng có cái ước nguyện, nhưng mà cái ước nguyện mà cao xa, cao đẹp á, thì hiếm lắm. Cho nên mình thấy ai khởi một cái tâm ước nguyện lớn, cao đẹp, mình phải phát tâm ủng hộ, hộ trì cho người đó. Ví dụ người ta thích niệm Phật mà người ta không có chuỗi, mình cho chuỗi người ta niệm. Người ta thích đi chùa mà người ta không có áo tràng, mình sắm áo tràng cho người ta mặc. Rồi người ta ăn chay, người ta không biết nấu, mình nấu chay cho người ta ăn. Những hình ảnh như vậy đều là những hình ảnh của Bồ Tát và việc làm của một người luôn luôn mong mỏi thành tựu mọi cái ước nguyện của chúng sanh. Đó là một cách dịch. Cách dịch thứ hai, Bồ Tát nghĩa là một hữu tình mà giác ngộ, rồi đem cái giác ngộ đó giác ngộ lại cho tất cả những hữu tình khác. Nói một cách khác là một con người bình thường nhưng có hiểu đạo, có tu hành, thành tựu rồi, không an hưởng cái đó, đem tất cả những gì mình hiểu biết mình chỉ dạy lại cho người, để người ta cùng tu tiến với mình. Đó là tâm của Bồ Tát. Như vậy thì thưa đại chúng là Bồ Tát không phải chỉ có không phải chỉ có 4 vị, phải không? Mà cũng không phải là 10 vị, mà vô lượng vô số Bồ Tát. Cũng giống như bây giờ ngồi đây 50 người hay 100 người, thì trong tâm niệm của tất cả quý vị ngồi đây ai cũng có một cái tâm của Bồ Tát hết. Ví dụ như sáng Chủ nhật có một bác nọ muốn đi chùa, mình cũng đi ngang chùa, mình cũng sẽ đi chùa, mình đi ngang nhà của bác đó, mình tấp vô mình rước bác. Mình rước bác để bác đi chùa được cái ước nguyện bác đi chùa ngày Chủ nhật. Mình chở bác được tới chùa ngày Chủ nhật thì mình là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Mình đi chùa mình có xe, mình không đi mình. Có nhiều khi mình giận cái bác đó, ghét không thèm chở, tôi đi ngang đó chứ. Nhưng mà thôi phải nghĩ thoáng một chút, phải không? Cái người ta vậy đó, cho nên người ta ráng dẫn người ta đi chùa cho nhiều nữa, để người ta thay đổi cái cách sống, cái tánh tình, phải không? Chứ mình đừng có thấy người ta dở cái bỏ luôn. Người ta dở mình cố gắng, mình nâng đỡ, mình dẫn dắt người ta, để cho người ta một ngày nào đó người ta không dở như mình nghĩ. Như vậy mới gọi là tâm của Bồ Tát, phải không? Còn nếu như mình mà không làm được như vậy thì mình chưa phải là những người đang học cái hạnh của Bồ Tát. Ngày nào mình cũng lại Bồ Tát hết. Mình mong Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình bệnh quá, mình đến mình gặp, mình lại Bồ Tát Quan Âm cho con hết bệnh. Mình muốn hết bệnh, phải không? Mình muốn hết bệnh là mình muốn thành tựu cái ước nguyện hết bệnh của mình. Nếu mà Bồ Tát giận mình, Bồ Tát nói tháng rồi đâu thấy đi chùa, là hai năm nay không thấy đi chùa, bữa nay bệnh mới kiếm tới tôi. Nếu mà Bồ Tát có cái tâm kiểu mình đó, Bồ Tát đời nào phù hộ mình hết bệnh, phải không? Mình cũng muốn Bồ Tát thành tựu ước nguyện của mình là hết bệnh. Thế thì mình cũng phải học cái hạnh của Bồ Tát. Ai làm cái gì mà mình muốn thành tựu, mình muốn thấy người ta làm cho nó xong. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ chùa Phổ Hiền mới thành lập, bây giờ chùa còn nhiều chỗ nó chưa thành tựu. Ví dụ như muốn xây cái chánh điện, hay là muốn sửa cái nhà tổ. Bây giờ muốn làm cho thầy trụ trì cái ước nguyện thầy thành tựu, mình cúng dường để làm cho cái nhà tổ nó hoàn tất, thí dụ vậy, thì cái đó là thành tựu chúng sanh. Mà thưa đại chúng, tại sao chúng ta gọi là tán thán? Tán tức là mình tán dương là gì? Tức là mình tán thán cái tên của người đó, còn mình biểu lộ, mình dương lên, tức là mình làm dơ cao lên cái gì? Cái hạnh của người đó. Ví dụ mình nói, tôi xin giới thiệu với tất cả đại chúng, đây anh Nguyễn Văn A. Đó là mình tán cái gì? Tán thán cái tên của ảnh. Rồi giờ mình nói gì nữa? Ảnh là một người luôn luôn giúp đỡ cho chùa trong mọi công việc xây dựng. Cái công của ảnh là mình dương lên, đưa cái công đức của ảnh lên cho mọi người thấy, biết, để mọi người noi theo, để mọi người tán thưởng, để mọi người ủng hộ anh, để mọi người khuyến khích anh để tiếp tục cái công việc đó. Cũng giống như con của mình vậy, đi học về nó giỏi là mình phải khen rồi mình nói con rất là giỏi, không? Con là con của mẹ, con rất là giỏi, con học giỏi lắm. Mình tán thán nó để làm gì? Để khuyến khích nó. Còn mình chê nó hoài thì nó làm sao? Thay vì nó học giỏi, cuối cùng nó học ra dở, tại mình cứ chê. Nhưng mình tán thán, mình tán thán đúng lúc, mình tán thán đúng chỗ thì nó thành tựu được cho nó. Cho nên cái chữ ngày xưa người ta dịch chữ Bồ Tát là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Người này có một cái tâm bồ đề rộng lớn, luôn luôn muốn thành tựu cho tất cả mọi người xung quanh mình. Mà nếu mình không thành tựu cái ước nguyện của người ta thì mình chưa phải là tâm của Bồ Tát. Cho mình thấy ai làm cái gì mà đôi khi á, cái việc làm của họ mình buồn họ rồi cái mình trở ngại. Thưa đại chúng, ngày xưa Có một câu như thế này ở trong kinh đó: nhất thiết chúng sanh cụ hữu Như Lai trí tuệ đức tướng, đảng dĩ vọng tưởng chấp trước, nhi bất năng chứng đắc. Pháp Hòa đọc lại ha. Đức Phật nói trong kinh đó: nhất thiết chúng sanh cụ hữu Như Lai trí tuệ đức tướng, đảng dĩ vọng tưởng chấp trước, nhi bất năng chứng đắc. Có nghĩa là gì? Đức Phật khen tất cả chúng sanh ai cũng có đầy đủ cái đức tướng trí tuệ của một bậc Như Lai, nhưng mà chúng sanh cứ không sống với cái đó, mà lại sống với cái vọng tưởng chấp trước của mình, thành ra không thể chứng đắc được cái trí tuệ đức tướng đó. Bây giờ nói một cái câu cho nó gọn á. Hai cái chữ vọng tưởng chấp trước, đó là nguồn gốc của mọi chướng ngại tu hành. Vọng tưởng là gì? Là những cái nhận biết sai lầm của mình. Chữ vọng là không có thật, thấy không? Những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ, những cái nhận biết sai lầm của mình gọi là vọng tưởng. Mà một khi mà vọng tưởng mà nó sanh á, thì cái nó cản trở cho cái gì? Nó cản trở trí tuệ của mình, nó cản trở tri thức của mình. Mà vọng tưởng mà sanh thì cái gì nó khởi? Vọng tưởng mà sanh thì tất cả những cái mà chúng ta gọi là sở tri chướng. Sở tri là gì? Cái biết của mình, cái chướng ngại, cái hiểu biết của mình gọi là sở tri chướng. Còn nếu mà mình chấp trước là gì? Là dính mắc. Mà hễ mà chấp trước nhiều chừng nào á, thì nó trở ngại cho cái gì? Mình chấp trước thì nó trở ngại cho cái, nó trở ngại cái sự thành tựu của mình, bởi vì mình không có thông. Mà hễ mình chấp trước là cái gì nó sanh? Tham, sân, si, mạn, nghi nó khởi và nó chướng. Ở đây quý vị tụng kinh ngày nào, buổi kinh nào quý vị cũng nguyện tiêu gì? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Mà tiêu chưa? Mà mình có biết tam chướng là gì không? Mình có biết nghiệp chướng không? Biết cái chữ nghiệp chướng không? Hôm nay mình nói cái chữ đó. Ở trong 10 hạnh của Đức Phổ Hiền á, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng. Giờ mình nói một câu đó thôi. Bữa nay mình đi chùa Phổ Hiền mà, và thay vì mình học hết 10 hạnh Phổ Hiền, bữa nay mình lấy một hạnh, một nguyện của Ngài Phổ Hiền thôi. Đức Phổ Hiền Bồ Tát phát 10 cái nguyện, mà trong đó cái nguyện thứ tư của Ngài là: con xin luôn luôn sám hối nghiệp chướng của mình. Nghiệp chướng là cái gì mà phải sám hối? Mà nghiệp chướng từ đâu nó sanh? Nghiệp chướng từ cái cội gốc mà cái câu hồi nãy Phật nói đó. Mình cứ luôn luôn mình lấy cái vọng tưởng chấp trước của mình để làm thành cái nghiệp chướng của mình. Nghiệp là gì? Nghiệp là cái gì mà chúng ta tạo tác. Tạo tác từ đâu? Tạo tác từ cái thân của mình, từ cái khẩu của mình, từ cái ý của mình. Mà hễ thân mà vọng tưởng thì có nói đúng không? Thân mà chấp trước thì nói sai, nói quấy, mà cái đó nó trở thành ra nghiệp chướng. Nghiệp là những gì chúng ta tạo. Nghiệp là những gì chúng ta tạo tác. Mà tạo tác từ đâu? Tạo tác từ cái miệng, từ cái thân, từ cái ý của mình. Và chính ba cái nghiệp này nè, nó trở thành ra chướng ngại mình, cho nên gọi là nghiệp chướng. Mà trong ba cái nghiệp chướng mà mình tụng mỗi ngày đó, ba cái nghiệp chướng này là gì? Một là phiền não chướng, hai là nghiệp chướng, ba là báo chướng. Pháp Hòa ví dụ, do mình chấp. Chấp là gì? Là dính mắc là không có thông. Mà khi mà người mà không thông á, thì phải nói, bực là phải nói. Pháp Hòa ví dụ ha, mình bước vô chùa mình thấy để Đức Quan Âm dưới vậy đó, trời ơi, Phật mà thờ về tội chết. Mà khi mình chấp rồi á, mình bắt là Phật phải thờ trên cao. Mà về chùa người ta chưa có tiền, người ta làm chỗ cao thờ ở đâu, mà để lên mấy cái bàn gỗ nó sập cho chết. Rồi mình vô mình cứ nghĩ là thờ Phật phải thờ trên cao, thờ vậy để vậy tội. Có ví dụ vậy đó. Mà khi mà cái đó mà nó, mình thấy mình dính mắt, mình bắt là Phật phải ngồi trên cao rồi á, hay là mình nói thờ Phật mà không cúng nước, cúng trái cây không, thấy không? Bàn Phật là phải có đủ nhang, đèn, nước, trái cây, bông, 5 thứ đủ trên bàn thờ mới kêu là cái bàn thờ. Mình nhó quanh quất, mình thiếu 3 chung nước, bắt đầu đi tới đi. Hễ cái chấp rồi thì cái gì nó sanh? Cái miệng nó phải nói. Mình nói người chưa đủ đâu, ngoắt lại, chị thấy không, cái gì thiếu, tôi đố chị rồi. Chị mà nói được tôi khen chị hay. Rồi người ta không biết, nó trời ơi, đi chùa hoài không biết gì hết trơn ha. Nó nước thiếu, thấy không, Phật thiếu nước. Rồi thì cứ nhiều chuyện đó thôi mà nó chướng mình. Rồi cái bắt đầu khi mà nó chướng mình rồi thì cái gì? Phiền não. Thấy cái trật là mình sanh. Sanh cái gì? Sanh cái bực. Mà sanh bực thì phiền não nó chướng. Rồi cái phiền não chướng rồi cái gì nó sanh? Nghiệp. Nghiệp khẩu. Nó nói, nói tới nói lui, nói người này nói người nọ, nói riết nó thành ra gì? Báo chướng, là cái quả báo nó tới với mình. Cuối cùng mình trở thành ra một cục chấp. Đi tới đâu cũng chấp hết, thấy cái gì cũng chấp hết. Mình đi vô bằng linh, mình thấy để cúng cơm cho linh, mà sao để có 2 chén cơm mà còn đâu 1 chén nữa. Cúng cơm phải cúng 3 chén, cúng 2 chén ai ăn? Mà xin lỗi, nếu mà 3 chén có đủ không? Nếu mà nói thiếu cũng thiếu như thường. Cả 100 linh mà thờ cúng có 3 chén cơm cũng không đủ đâu hết trơn. Cho nên á, Đức Phật nói á, tất cả chúng ta đều có cái tâm thanh tịnh hết á. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không thanh tịnh là tại vì chúng ta có 2 cái. Một là gì? Vọng tưởng. 2 là chấp trước. Thấy không? Đảng dĩ vọng tưởng chấp trước, nhi bất năng chứng đắc. Tối ngày cứ lấy vọng tưởng chấp trước làm cái chỗ tu của mình, làm cái chỗ nương náu của mình. Cho nên tại sao tu hoài mà tu không tiến? Nói sao tu hoài mà tu phiền não hoài? Bởi phiền não đâu ai cho, mình tự mình chấp mình khó phiền não thôi. Ví dụ hôm nay mới mùng 1 mà làm lễ vía Quan Âm, mà cái người mà chấp là không đi à, vía đâu bữa nay á, vía Quan Âm 19 cho ai mà cũng mùng 1. Thế là nó chướng là gì? Nó trở ngại. Lẽ ra mùng 1 hay 19 có sao đâu, mà mình cứ bây giờ một cái xứ, một cái quốc độ này á, ngày nào nó thuận thì người ta làm, phải không? Thì bây giờ nếu mà chùa hôm nay mình thuận mình làm, rồi tuần sau chùa khác làm, cái mình lại được cơ hội mình đi. Chứ nếu ai cũng dồn làm đúng cái ngày đó rồi mình biết đi đâu. Ví dụ vậy. Cho nên tại sao mình không nghĩ thoáng, à chùa này làm bữa nay, chùa mai kia làm, cái là mình không có trở ngại gì hết, chỗ nào mình cũng đi được. Chính cái chấp đó cái nó trở ngại mình không đi chùa được. Cái chướng là gì? Chướng là cái trở ngại. Mà hễ mình chấp cái là mình trở ngại liền. Như vậy thì thưa đại chúng, cái chữ nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não đó không phải đợi Phật dẹp cái đó cho mình, mà Phật chỉ nhắc mình tất cả chúng sanh có đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai. Nhưng mà sở dĩ mình còn chưa có được thanh tịnh là bởi vì mình cứ lấy phiền vọng tưởng chấp trước, cho nên mình không thể chứng đắc được cái chỗ đó. Pháp Hòa ví dụ như mình ăn chay, ăn quen rồi, mình ăn rau luộc, đậu hũ chiên chấm nước tương ngon lành. Cái người ta chưa ăn quen, cái thì cái người khéo hơn muốn thành tựu cho người ăn chay cho nó dễ, người ta làm tôm kho, cá kho, cái mình chè cái ăn chay mà nói bậy ăn chay mà nói đồ mặn, cái đó là mình chấp. Tại sao mình nghĩ thoáng hơn chút đi, à nấu khéo như vậy cho cái người mới bắt đầu người ta ăn, ta ăn cho nó dễ ăn, mà khi người ta quen rồi người ta cũng giống mình thôi. Cho nên thưa đại chúng, muốn thành tựu cho chúng sanh thì phải có phương tiện. Nếu mà không có phương tiện thì làm sao mà mình thành tựu được? Pháp Hòa ví dụ như quý vị muốn làm bánh thì phải có bột, không có bột sao làm bánh? Muốn nấu cơm thì phải có gạo, rồi nói tại sao phải gạo, khỏi cần, lấy cát nấu. Thấy không? Thành thử ra muốn nấu cơm là phải có gạo, muốn làm bánh phải có bột. Mà bột hay là gạo là phương tiện để thành tựu được món bánh. Chúng sanh mình cũng vậy. Những người sơ cơ mới bước vào cái con đường tâm linh bày ra những phương tiện. Thưa đại chúng, mấy cái cúng này là cũng phương tiện đó. 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 là phương tiện. Phương tiện tạo ra những ngày lễ để làm chi? Nếu mà hôm nay mà không tạo cái lễ Quan Âm này là giờ này ở nhà, không, mình ở nhà mình đi chơi, mình ngủ, hay là mình rủ bạn mình đi điểm sắm. Nhưng mà nhờ hôm nay chùa tổ chức, hôm nay là sẵn mùng 1 nè, phải không? Rồi sẵn có có thầy đến pháp thoại, thôi tổ chức luôn, cái nhờ bao nhiêu cái sự kiện như vậy cái mình đi về chùa. Đó là phương tiện. Cho nên muốn thành tựu chúng sanh thì phải có phương tiện. Phương tiện là gì? Những phương pháp nào tiện lợi để giúp đỡ cho người ta là được. Ví dụ như cái ghế kinh là một phương tiện để cho mình để quyển kinh lên cho nó không có bị mỏi tai. Rồi người ta mới làm thêm hai cái ngoe ở dưới đó để làm chi? Để người ta đè cái quyển kinh lên, phải không? Đó, hồi xưa hồi mấy chục năm trước đi chùa có cái ghế kinh nào? Không có. Bây giờ ta nghĩ ra cái cách, ta tạo ra hai ba cái loại ghế kinh, thấy không? Ghế kinh xếp được, ghế kinh như vậy. Chứ hồi Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đi Việt Nam, chùa ở Việt Nam đóng cái ghế kinh bằng cái miếng gỗ, nó có cái cây ở giữa đó, phải không? Rồi cái mình để, rồi nhiều khi nó quẹo tới quẹo lui mà cũng phải xài thôi. Thành nữ thưa đại chúng, rồi cái miếng vàng vàng quý vị đeo trên cổ áo cũng là phương tiện. Tại chúng sanh mình nó hơi khoái đẹp thầy trì thấy cho đeo vô một chút rồi nhìn cho nó nổi để không thôi thầy nổi một mình thầy mặc đồ vàng thầy nổi có một mình à. Bây giờ cho mỗi người dây đeo vô, phương tiện. Nhưng mà khi mình mặc cái áo tràng vô rồi thì tự nhiên mình không có dám đi lất khất. Mặc cái áo tràng vô rồi phải đi đứng cho trang nghiêm. Tròn cái sâu chuỗi vô rồi có ai mà vừa lần chuỗi vừa nhá người ta không? Mày có chừng tao không mày? Phải không? Tại vì đó là phương tiện. Mình nhớ vậy. Thì muốn thành tựu chúng sanh thì phải phương tiện, phải không? Cho nên á, khi mà chúng ta không còn vọng tưởng chấp trước, khi mà vọng tưởng chấp trước không còn thì mình đâu có nói bậy, đâu có nghĩ bậy, đâu có làm bậy. Mà giờ muốn sám hối nghiệp chướng phải làm sao? Bây giờ thưa đại chúng, quý vị hiểu chữ nghiệp và chữ chướng rồi phải không? Nghiệp là những gì do chúng ta phiền não sanh khởi, rồi chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta nghĩ, nó tạo ra nghiệp. Rồi từ đó nó thành ra cái quả báo, nó chướng ngại mình. Thật sự ra mình muốn buông xả đó, thì mình đi chùa nó dễ. Còn mình không buông xả đi chùa nó khó lắm. Tại vì vô trong này là một cái bệnh viện mà. Mà có trong chùa này có một bác sĩ, hai y tá, mà bệnh nhân thì cả trăm. Mỗi chùa mình tất cả chúng ta về đây như bệnh nhân, quý thầy quý cô như y tá bác sĩ vậy đó. Mà bệnh nhân thì quá trời bệnh luôn, là vô thở hồi bác sĩ y tá bệnh theo luôn phải không? Cho nên mình phải nhớ, nghiệp là những cái gì chúng ta tạo tác. Mà tạo tác từ đâu? Tạo tác từ thân, khẩu, ý. Mà cái gì nặng nhất trong ba nghiệp? Cái khẩu nghiệp, phải không? Bây giờ mà thiệt sự nó nặng thiệt, tại ngày nó ăn tới 6 cữ lận. Mà bữa nào mà nó tu lắm, nó tu 3 cữ, ăn 3 cữ. Còn cái chuyện mà bốc bỏ miệng thử rồi chưa tính. Mà cái nghiệp khẩu á, thấy là phải nói. Nghe là phải nói, ngửi là phải nói. Bước vô chùa, nhang gì thơm vậy? Còn không thì nhang gì hôi vậy? Xuống bếp ai nấu món gì thơm vậy? Thấy không? Nghe là phải nói, ngửi là phải nói, nếm là phải nói. Trên cái miệng nói cả ngày. Mà chính mình nói nhiều thì cái gì sanh? Phiền não sanh. Ta nói là đa ngôn đa quá, mà nói nhiều thì lỗi nhiều. Bây giờ muốn bớt cái khẩu nghiệp thì phải làm gì? Tụng kinh niệm Phật. Thí dụ mình ngồi mình niệm Phật 1 tiếng đồng hồ, không có nói chuyện khác, thiện tiếng đồng hồ đó bớt nghiệp. Tụng kinh 1 giờ đồng hồ, có thể tụng không hiểu gì hết đó. Nam mô hắc ra hắc na ra dạ gia, nam mô a rị gia bà dạ vậy đó. Mình tụng thì không hiểu gì, nhưng mà cứ thành tâm ngồi đó tụng, tịnh được cái khẩu. Già di nị già na, em ơi đứng sát gần ta ngại gì. A di rị đô bà tỳ. Mình tụng kinh nhiều khi mình không có hiểu, nhưng mà mình biết đây là những lời của Phật dạy, tổ chỉ. Chúng ta thành tâm, chúng ta ngồi, chúng ta tụng. Ngồi yên mà tụng là thân thanh tịnh. Miệng tụng kinh là khẩu thanh tịnh. Ý duyên theo lời kinh là ý thanh tịnh. 1 giờ đồng hồ mà 3 nghiệp thanh tịnh. Mà 3 nghiệp được thanh tịnh thì có phải là mình đang sám hối nghiệp chướng không? Sám hối mà không cần phô trương, sám hối rất nhẹ nhàng. Thí dụ bây giờ người ta bực bội, người ta nói thôi chị ơi, thật sự ra việc làm của mình có một chút à, việc làm của quý thầy nó gấp 10 lần. Và mình không thấy quý thầy làm cái 10, mình cứ nhắm vô cái 1, mình nói hoài. Lỗi cái khẩu, nín dậy cái bớt. Sám hối nghiệp chướng là sám hối như vậy đó. Có nghĩa là mình phải dùng những cái phương tiện nào để giúp cho mình đừng có sanh khởi những lời nói, những ý nghĩ mà do chúng ta vọng tưởng, chúng ta suy nghĩ, do chúng ta chấp trước mà chúng ta nói. Biết chắc cái vọng tưởng, biết chắc cái mình nghĩ nó đúng không? Mà cái không đúng thì gọi là vọng tưởng. Mà trừ khi nào chúng ta viễn ly được cái điên đảo vọng tưởng thì chừng đó mình mới có cái gì? Cứu cánh niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn là một trạng thái của tâm, khi tâm mình hoàn toàn yên tĩnh. Mà yên tĩnh đến chỗ rốt ráo, vắng lặng thì kinh Phật gọi là cứu cánh niết bàn. Chứ không có niết bàn ở đâu, ở cõi nào, ở xa xôi ở đâu, đợi chết mình mới đi được. Niết bàn là một trạng thái của tâm. Ví dụ hôm nào mà quý vị đi chùa từ sáng tới tối mà quý vị không phiền ai một chút nào hết á, ngày hôm đó tối về nhớ tuyên bố ngày hôm nay con được 1 ngày cứu cánh niết bàn. Còn bữa nào mà đi chùa được nửa buổi, tụng xong thầy kinh xuống bếp bắt đầu gây trận, cái hôm nay nửa buổi niết bàn. Trên chánh điện thôi, xuống dưới là đủ chuyện. Cho nên niết bàn là gì? Chữ niết là gì? Là vô. Chữ bàn là gì? Là tham. Vô tham là niết bàn. Niết là không, bàn là sân. Không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si. Không si là niết bàn. Niết là không, bàn là hờn. Không hờn là niết bàn. Cho nên lúc nào mình không hờn, không giận. Chữ không đây có nghĩa là gì? Có, nhưng mà chúng ta biết cho nó qua. Chứ nếu mình không còn buồn, còn giận thì mình không phải là người. Phải không? Mình là robot. Mình biết buồn chứ, nhưng mà mình biết quán lại. Cái buồn này không nên giữ lâu. Giữ lâu nó ung, nó thối. Người ta nói mình, ta nói móc mình câu nghe hiểu không? Hiểu. Nhưng mà tại sao không giận? Tại vì tôi tu. Chứ tôi đâu có ngu mà chị nói móc tôi không hiểu. Chị nói móc tôi hiểu đó. Nhưng mà tại tôi tu. Đó. Cho nên mình tu chứ không có ngu. Không ngu là ai nói gì hiểu hết. Nhưng mà mình biết tu, biết bỏ. Mà bỏ được cái chỗ đó thì gọi là gì? Bỏ cái chấp. Mà bỏ cái chấp thì hết cái chướng. Cái chướng là gì? Nó cản trở mình. Lần sau gặp người đó vẫn chào. Chào chị. Không thèm chào. Bữa bà nói móc tôi. Tại nó chướng. Phải không? Thành thử ra nhớ, chướng là nó ngại mình, nó ngăn che mình, nó không làm cho mình đi xa hơn được. Thưa đại chúng, cái người mà người ta muốn nói móc, nói sóc mình để mình, người ta biết cái tánh mình rồi, nói sóc một cái là mình bỏ cuộc à. Cho nên người mình đang làm gì đó, người ta nói một câu thôi, buông liền, bỏ liền. Ta nắm được cái chỗ yếu điểm đó của mình. Cho nên mình luyện nội công đến cái chỗ là mình đồng gia sắc, nhưng mà cũng có một cái tử nguyệt. Quý vị coi phim Tàu á, người nào mà luyện phim đến mức độ là người dao đâm không thủng, gươm chặt không đứt, nhưng mà nó cũng có cái tử nguyệt của nó. Người ta bấm ngay lúc đó là chết liền tại chỗ thôi. Ta biết cái tật của mình, ta biết mình cái tật hay giận. Tại là tôi nói ngày giận là bỏ liền. Nấu sắp xong rồi mà ta chỉ cần nói một câu thôi: chị nấu khoai ăn không? Chị dở nấu hoài. Hay là ta vô ta dỗ bộ, ta khen, ta chê, ta nói hồi buồn. Chấp cái đó chướng ngại liền. Cho nên chúng sanh mình lẽ ra sống thanh tịnh an vui, nhưng mà do cái gì? Do cái gì? Vọng tưởng chấp trước, cho nên không thể chứng đắc. Vậy thì thưa đại chúng, mình đi chùa Phổ Hiền là mình học cho được cái hạnh của Đức Phổ Hiền. Chữ phổ là gì? Rộng khắp. Rộng khắp. Chữ hiền là gì? Hiền chứ chưa phải thánh. Ta kêu hiền thánh phải không? Thánh là những người đã thành tựu, còn mình đang những người hiền, những người đang đi trên con đường thánh. Đến khi nào mình thành tựu thì mình thành thánh. Cho nên gọi là đại hạnh Phổ Hiền. Chữ đại là gì? Chữ đại là một việc làm của mình mà lợi lạc cho rộng lớn. Ví dụ mình nấu một nồi súp 300 người được no, đó đại đó. Mình nhịn một câu, cả chùa im. Mình nhịn một câu, bà con quyến thuộc không có xích mích. Người ta mới nói xấu nhau, mình nghe mình nói: chị, tại tôi giữ giới, giới của tôi là giới không nói dối. Thành tử hồi nãy bà nói gì chị, để tôi nói chị nghe hết để tôi giữ giới. Nói xong đi ta kéo nhau ta gây ra trận. Nó tại sao chị nói chuyện đó? Tôi giữ giới. Giới thứ tư là giới không nói dối. Cái đó không phải giữ giới nha. Cái đó không phải giữ giới. Giữ giới là thí dụ cái chị kia chị nói là: hồi nãy cái bà đó có nói gì tôi? Nói dạ không. Mặc dù người ta có nói đó, nhưng mà nói không. Chữ không mà mình nói với mục đích gì? Để cho người ta đừng có xích mích. Cái đó mới kêu là giữ giới. Chứ không phải là ai nói gì mình cũng học hết à. Không? Cho nên nhiều Phật tử không dám quy y. Nó thôi tại vì tôi còn nói dốc. Tôi không dám tu, tôi không dám giữ giới. Thưa đại chúng, cái giới thứ tư là nói những gì mang lại sự an hòa cho mọi người thì chúng ta mới nói. Còn nói mà để người ta gây gỗ xích mích thì không nên nói. Cho nên đó, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ cái trí tuệ đức tướng của Như Lai. Nhưng mà tại sao chúng ta không chứng đắc, nhận ra được cái đó? Bởi vì chúng ta luôn luôn lấy cái vọng tưởng chấp trước. Vọng tưởng là cái suy nghĩ sai lầm của mình. Mà chúng ta khi chúng ta suy nghĩ sai lầm thì nó chướng ngại mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ quý vị đi làm từ thiện, quý vị thấy người ta đi vận động, người ta kêu gọi từ thiện, cái mình bỏ vô 10 đồng. Cái bắt đầu mình nói: tôi thấy cái ông mà đi vận động làm từ thiện đó, ông mới mua chiếc xe 50 ngàn ông chạy đó. Không biết cái tiền từ thiện của mình đóng vô nó có lọt vô chiếc xe đó không. Mình thấy người ta đi xe mới thì mình nghĩ rằng tiền của mình đóng vô chắc nó vô đó. Cái là từ đó về sau cái ông đó mà kêu gọi từ thiện là không bao giờ mình đóng. Do vọng tưởng mà nó chướng ngại việc làm từ thiện của mình. Rồi mình chưa biết cái gì về thầy đó, chưa biết cái gì về cái đạo tràng đó, nghe người ta đồn, cái mình cũng vọng tưởng theo đó, cái mình không bao giờ tới đó. Đó là vọng tưởng. Mà do vọng tưởng chấp trước cho nên nó chướng ngại mình. Cho nên lẽ ra mình đi xa hơn nữa, mà rốt cuộc mình bị vọng tưởng chấp trước. Rồi cuối cùng sao? Tích niên hành xứ thốn bộ bất di. Chỗ đi năm trước, năm nay một bước chẳng rời. Tích niên hành xứ, năm ngoái đi chỗ này nè. Thốn bộ bất di, một bước mình cũng không dời được. Thì làm sao tu tiến được? Phải không? Cho nên mình phải... Quý vị thấy tại sao Đức Chuẩn Đề Bồ Tát thờ ở trước chùa đây nè, có 18 cánh tay. Mà mỗi cánh tay của Ngài là cầm một pháp khí, biểu tượng cho mỗi phương tiện độ đời. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi chùa thích cái tượng Đức Chuẩn Đề lắm, mà trong đó có một cánh tay cầm một cái bánh xe Pháp mà hồi nhỏ Hòa tưởng cái bánh còng. Quý vị biết ở Việt Nam mình nó có bánh cam, bánh còng, hồi nhỏ Hòa kêu Bồ Tát cầm cái bánh còng. Qua đây kêu donuts. Mỗi một cánh tay là một phương tiện độ đời. Cho nên có 18 cánh tay, mà mỗi một cánh tay cầm, tay thì cầm búa, tay thì cầm bông sen, tay thì cầm cuốn kinh, tay thì cầm sâu chuỗi. Tất cả những cái vật cầm ở trên tay là phương tiện. Mà ở giữa của Bồ Tát Chuẩn Đề có một con mắt ngay giữa đây nè. Con mắt này là con mắt trí tuệ, cái này gọi là thật trí. Còn cánh tay mà độ đời gọi là quyền thừa. Chữ quyền thừa là gì? Tức là mình đưa cái hành động tạm thời cứu giúp chúng sanh, nhưng mà xong rồi Bồ Tát vẫn an trụ một chỗ, cho nên có hai bàn tay Ngài bắt ấn. Hai cái bàn tay Ngài bắt ấn Chuẩn Đề là tượng trưng cho trụ tâm nhất xứ, mà phương tiện là tùy duyên. Cũng như vậy, phải không? Tất cả những việc làm gì của chúng ta làm nó không ngoài một cái mục đích là phổ độ chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh thì nhu cầu nó khác nhau lắm. Có người thích tụng kinh, có người thích niệm Phật, có người thích ăn chay, có người thích làm từ thiện, có người thích xây chùa. Cho nên mỗi thầy tùy theo mỗi chúng sanh mà làm mỗi hạnh. Không có cái hạnh nào mà các ngài từ chối. Vì vậy cho nên mới gọi là đại hạnh Phổ Hiền. Mà chúng ta là người có lòng từ bi, thấy rõ cái nhu cầu chúng sanh thì không thể nào từ chối cái ước nguyện của họ, mà muốn đem cái ước nguyện đó thành tựu, cho nên gọi là Quan Âm, đại bi Quan Âm. Đại bi là lòng từ. Cũng giống như quý vị thương con vậy đó, biết đứa nấu một bữa ăn nha, đứa con này nó thích cơm chiên nè, đứa con nọ nó thích canh này nè, nấu bữa ăn mà mỗi đứa mình nấu món, mình không nói ra, nhưng mà trong cái âm thầm là mình đang làm cho mỗi đứa con nó vui hết. Đó là lòng từ của người mẹ. Bồ Tát cũng thế, thấy chúng sanh có đầy đủ nhu cầu. Có chúng sanh thích tụng kinh, có chúng sanh thích niệm Phật, có chúng sanh thích ngồi thiền. Nhưng mà bây giờ thưa đại chúng, ngồi thiền niệm Phật tốt hết không? Tốt hết. Bù lại nếu mà mình không cho họ ngồi thiền niệm Phật hay là tụng kinh thì họ đi đâu? Họ đi casino, họ đi quán rượu, rồi lúc đó mình không cho cũng đâu được. Không? Cho nên thấy người ta thích cái lành thiện, phải ủng hộ, phải thành tựu cho người ta. Vì có lòng từ lớn cho nên không từ nan hạnh nguyện gì hết. Không? Cho nên khi phiền não khởi, khi phiền não mình khởi thì mình tạo nghiệp. Khi nghiệp nó thuần thục, nó thành cái quả báo, nó chướng ngại mình. Bây giờ mình muốn sám hối ba cái nghiệp này tiêu trừ, ba cái chướng này nó tiêu trừ, thì phải làm gì? Thứ nhất, bớt vọng tưởng, đừng có suy nghĩ lung tung nếu mình chưa thấy biết rõ ràng. Bớt chấp trước, vì mình luôn luôn thấy là điều là phương tiện độ sanh. Pháp Hòa ví dụ như á, ai mà đau chân không có nhiều, ngồi cái tọa cụ này nè, bồ đoàn đó đó. Vị nào đau chân khá một chút mời lên ghế ngồi. Vậy thì cái ghế hay là cái bồ đoàn cũng đều là một dụng cụ để ngồi cốt mình đáp ứng được cái nhu cầu đau nhất của mỗi chúng sanh. Quý vị đừng có ngại ngồi trên ghế cao hơn Phật chắc tội. Không? Hay là ngồi trên ghế cao hơn thầy có tội. Không có tội lỗi gì mấy chuyện đó hết. Phật đâu có quẩn đâu mà đi bắt tội mấy cái lặt vặt đó. Mà nếu mà Phật bắt tội kiểu đó, Ngài không phải Phật, Ngài phàm phu giống mình vậy. Hở một chút cái bắt tội, hở một chút cái phiền não chấp trước. Mình đau chân mình lên ghế ngồi, nhưng mà mình ngồi trang nghiêm đó. Mình ngồi trang nghiêm thì không sao, có sao đâu, phải không? Thành thử ra mình bớt cái chấp như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó tịnh. Mà tâm tịnh thì đâu có nói lung tung, mà không nói lung tung là sám hối nghiệp chướng rồi. Thưa đại chúng, tất cả chúng ta có mặt ở đời này là do nghiệp cũ nó tới dẫn mình tới đây, cho nên đừng có tạo nghiệp mới nữa. Cái gì thấy biết rõ ràng hả nói, mà chưa chắc cái thấy biết rõ ràng mình nói đã đúng nữa. Quý vị nhớ qua kể câu chuyện nồi cơm của Khổng Tử không? Có nhớ câu chuyện đó không? Đức Khổng Tử có 3 người đệ tử. Thì một hôm vào cái thời loạn lạc, Ngài mới dẫn đệ tử đi lánh nạn. Trên đường đi lánh nạn mới tấp vô một cái ngôi làng. Người ta biết đây là Đức Khổng Tử và các đệ tử của Ngài, cho nên người ta mới cúng cho lon gạo để nấu ăn. Thì Ngài mới nói thôi bây giờ một người đệ tử xuống bếp nấu cơm đi, thầy lên trên này thầy ngồi thầy đọc sách. Trong khi mà Ngài lên Ngài ngồi đọc sách á, thì Ngài mới ngó xuống dưới bếp á, Ngài ngó xuống cái cửa, Ngài thấy cái người đệ tử đó mới bốc cơm bỏ một miệng. Ngài buồn trong lòng mà Ngài không có nói. Trong lòng của Ngài buồn là đệ tử sao nó bây giờ nó không có còn lịch sự nữa, nó ăn cơm trước mình. Thì khi mà lên mâm cơm á, thì các vị kia mới nói thôi bây giờ trước khi ăn cơm á, xin thầy á, hãy dâng cơm cúng. Thì người đệ tử mới nói dạ thưa thôi đừng, và con cũng xin phép con không dùng nữa. Tại hồi nãy trong khi xới cơm á, có một ít cơm nó rớt dưới đất, mà con nghĩ vào cái thời loạn lạc này cơm hiếm lắm, gạo thiếu, nếu con bỏ cái cơm này đi thì nó uổng. Mà bây giờ á, cho nên nó bỏ vô nồi cơm lại á, thì sợ nó làm hư cái nồi cơm, cho nên con mạn phép con ăn cái miếng cơm hồi nãy nó rớt dưới đất, nó dính bụi đó, con phủi bụi con ăn miếng cơm đó rồi. Thì khi nói câu chuyện đó rồi thì Đức Khổng Tử Ngài mới thốt một câu. Ngài mới nói chỉ còn một chút nữa thôi thì Khổng Tử này đã trở thành kẻ hồ đồ. Kẻ hồ đồ là phán cho đệ tử mình một cái tội, mà trong khi đó mình chưa biết lý do nào nó bỏ cơm trong miệng. Cho nên kết thúc câu chuyện người ta nói có những cái mình thấy trước mắt chưa chắc mình biết hiểu nó đã đúng nữa, vì mình chưa biết được cái tận nguồn cơn của câu chuyện. Thì tại sao mình lại cái gì mình chưa thấy mà lại phán quyết, phải chấp trước rồi sanh vọng tưởng? Có phải nó chướng ngại hết mọi công đức lành của mình không? Có nhiều khi mình giận một Phật tử mình không đi chùa, như vậy là cái gì nó chướng ngại mình? Vậy thì rút mình đi chùa là vì người đó, hay mình vì mình, hay mình vì Phật? Mình vì mình thì đâu có vì cái người đó mình bỏ, phải không? Cho nên từ cái phiền não chấp trước cho nên nó chướng mình. Mà thế mà ngày nào cũng tụng kinh nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não hết, nó chướng mình mà tại sao mình không thông? Chưa đại chúng, nó có hai cái loại chướng. Một gọi là chướng ngại, hai gọi là chướng nạn. Chướng ngại là gì? Cái gì mà nó trước mặt mình nó cản trở đường đi của mình, cái đó gọi là chướng ngại. Còn cái gì mà mình để trong lòng lâu ngày mình không buông xả được, nó thành ra cái chướng nạn. Như vậy thì bây giờ đại chúng thấy là cái nạn với cái ngại cái nào dễ dẹp? Chướng ngại dễ dẹp hay chướng nạn dễ dẹp? Chướng ngại dễ dẹp hơn. Thí dụ mình đi nó có cái khúc cây, bước xuống dời khúc cây đó cái đi được. Nhưng mà cái chướng nạn là những cái phiền muộn bên ngoài mình lấy mình cất ở trong tâm, trong lòng của mình, rồi lâu ngày nó nặng nề bỏ ra không được. Cái đó nó trở thành ra cái tai nạn cho mình, chứ không có hay ho gì hết. Cho nên cái mình phải làm sao cho cái câu kinh mình tụng nó trở thành ra hiện thực, chứ không còn là trừu tượng trầm trong sách vở. Ngày nào cũng tụng nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não. Mình tiêu cái chướng nạn bằng cách nào? Hay là mình đọc cái hạnh của Đức Phổ Hiền, cái nguyện của Đức Phổ Hiền là tứ giả sám hối nghiệp chướng. Sám hối như thế nào để tiêu nghiệp đây? Học kinh cho nhiều. Con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê, hờn giận và ngu si. Hôm nay bắt đầu xin sám hối. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu phiền não cũng do gì? Do tâm. Tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Lẽ ra cái tâm của mình đó, nó giống như một cái đám mây bạc thông dong. Nhưng mà sở dĩ mình không làm mây là thông dong được là tại sao? là vì mình cứ bị vướng mắc. Thành thử ra chỉ cần mình nói ra được rồi, lòng nhẹ nhõm, chừng đó tâm hồn mình thanh thản nhẹ nhàng như những đám mây thông dong vậy. Thôi thì hôm nay chúng ta trở về chùa Phổ Hiền, tên của một vị Bồ Tát nha, làm lễ Quán Thế Âm, vị Bồ Tát nữa. Bồ Tát Phổ Hiền là Bồ Tát của sự, của hành động. Bồ Tát Quan Âm là của tấm lòng. Tấm lòng mà từ bi có rồi thì hành động vô ngại. Sở dĩ người ta làm không cùng tận, làm miệt mài, làm quên mệt, vì sao? Vì có một tấm lòng. Trịnh Công Sơn có một câu: sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Ai biết không? Để làm gì? Để gió cuốn trôi đi. Nghĩa là rốt cuộc cuộc đời này nó vậy đó, mọi thứ nó cũng trôi đi như vậy, nhưng mà cứ sống như vậy. 100 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Tấm lòng với nhau là những gì chúng ta thấy người ta cần cứ giúp. Người ta chỉ cần có một bữa chay mình cho người ta ăn. Cho nên cứ sống như vậy. Cho nên người Việt Nam mình rất hay. Người nào mà giận họ cỡ nào đi nữa mà nghe họ chết rồi, thế nào cũng phải tìm cách đi tới thắp cây nhang. Và mình tuyên bố một câu: nghĩa tử là nghĩa tận. Nghĩa là cái tình nghĩa của người mất, phải không? Lúc này những phiền muộn gì buông hết. Thậm chí người ta thiếu nợ mình không muốn người ta nợ mình nữa, tới thắp cây nhang tuyên bố buông. Hồi đó chị còn sống chị mượn tôi 100, chị hứa 1 năm chị trả. Giờ chị chưa được trả tôi, thôi tôi cũng không muốn chị nợ tôi. Tôi xin thắp cây hương này và tôi xin cho chị luôn. Đó, cái đó là cái hình ảnh rất đẹp. Bây giờ đừng đợi chết thắp nhang, thắp liền tại chỗ. Chị chọc tôi giận bữa hôm, nhưng mà thôi, mình là Phật tử với nhau, xả bỏ để mình cùng làm quyến thuộc với nhau. Được như vậy đó là mình là Quan Âm Phổ Hiền. Quan Âm là từ bi, Phổ Hiền là hành động. Không có từ bi thì không đi tới hành động. Hành động càng lớn, từ bi càng nhiều. Vì mình càng đi sâu vào đời sống của người ta thì mình càng thẩm thấu cái nỗi khổ của người, và chừng đó lòng từ mình càng lớn hơn nữa. Xin chúc cho đại chúng nhớ cái câu đó ha: nhất thiết chúng sanh, cụ hữu Như Lai, trí tuệ đức tướng. Đảng dĩ vọng tưởng chấp trước, nhi bất năng chứng đắc. Cứ luôn luôn lấy cái vọng tưởng chấp trước sống, vì vậy mà không chứng đắc được cái trí tuệ đức tướng của Như Lai. Hễ vọng tưởng mà khởi là chướng ngại đường tu, hễ chấp trước mà khởi thì chướng ngại đường tu. Muốn làm phước do nghĩ sai cho người ta cái hết làm phước, muốn đi chùa tiếp tục do hờn giận rồi hết đi, đâu có đúng, phải không? Cho nên chính mình sống như vậy hoài, cho nên mình tu nhiều năm mà không tiến. Giờ muốn tiến bộ không? Bớt vọng tưởng. Pháp Hòa nói bớt thì chứ chưa nói bỏ nha. Bớt là trời ơi, thiên hạ thái bình. Bớt thôi. Rồi khi nào mình bớt được rồi thì từ từ nó mới hết. Cũng giống như bệnh vậy đó, uống thuốc vô nó không hết bệnh, nhưng mà nó làm sao? Bớt bệnh là mình mừng rồi. Nhiêu đó thôi là mình hạnh phúc rồi. Chúc đại chúng có một ngày an vui, và luôn luôn nhớ hai cái hạnh của hai vị Bồ Tát lớn là đại hạnh và đại bi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong kinh Phổ Hiền hạnh nguyện, trong kinh Hoa Nghiêm phẩm 40 đó, có nói tới cái hạnh nguyện của Phổ Hiền trong 10 hạnh. Thì trong đó có một câu Đức Phổ Hiền nói như thế này: chừng nào chúng sanh hết, nghiệp của chúng sanh hết, phiền não của chúng sanh hết, chừng đó hạnh nguyện sám hối của con mới hết. Ngày nào chúng sanh còn, nghiệp chướng của họ còn, phiền não của họ còn, hư không này còn, hạnh nguyện sám hối của con cũng phải còn. Vì sao? Đúng như vậy. Ngày nào mình còn nói là ngày đó phải sám hối. Không? Có nhiều vị nói tôi không có tội lỗi gì, không có cần phải sám hối. Không có đâu. Phải không? Cái đó chấp đó. Chấp là mình không có tội, vọng tưởng mình không có tội. Thật ra không? Nghĩ mình không tội cũng là một loại vọng tưởng, chắc không? Chắc là mình không có tội lỗi không? Chỉ chữ sám hối là gì? Không có phải lại Phật cho nhiều đâu. Sám hối có nghĩa là giảm nói những cái điều không có đúng, giảm suy nghĩ những điều không có hay, giảm hành động những điều không có đúng làm cho người ta buồn. Giảm mấy cái đó thôi là chân thật sám hối. Mà được như vậy là tâm thanh tịnh. Rồi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.